FLC Thanh Hóa đang thể hiện một phong độ khá ấn tượng sau vạch xuất phát ở mùa giải năm nay. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Petrovic, dù lối chơi của FLC Thanh Hóa không đẹp mắt và cuốn hút người xem, nhưng nó lại có hiệu quả khá cao và ổn định. Đoàn quân của huấn luyện viên Petrovic lần thứ 3 trong mùa giải đánh bại đối thủ bằng sự bùng nổ trong nửa thời gian thi đấu cuối, và kịch bản này khiến đối phương không có nhiều hy vọng để đảo ngược thế trận. Với 6 bàn thắng mà chỉ để lọt lưới một bàn qua 3 trận, những con số thống kê cũng đã chỉ ra rằng FLC Thanh Hóa đang là đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất ở V-League thời điểm hiện tại. Công Phượng đã trở lại hàng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai sau một năm chơi bóng tại Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này dường như không đủ để giúp đội bóng phố núi thoát khỏi khó khăn tại V-League. Hoàng Anh Gia Lai mới có duy nhất một bàn thắng sau 270 phút thi đấu, và bàn thắng này lại được ghi bởi một trung vệ. Ngoài ra, thất bại 0-3 trước Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vừa qua là trận thua thứ 3 liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai và khiến họ trở thành đội bóng duy nhất ở V-League chưa có điểm nào. Bên cạnh đó, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đang cho thấy họ gặp khá nhiều vấn đề về chuyên môn với triết lý bóng đá đẹp. Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Công Vinh lại phá cách thêm một lần nữa để thưởng nóng cho đội nhà sau chiến thắng ở trận derby trên sân Thống Nhất. Dù không có nhiều điều để nói về chuyên môn của trận đấu này, khi khán giả chưa thực sự mặn mà, còn cuộc chiến dưới sân cỏ liên tục bị gián đoạn bởi các pha phạm lỗi hoặc nằm sân câu giờ, và bàn thắng duy nhất được ghi từ chấm phạt đền lại là một pha bóng gây tranh cãi. Tuy nhiên, cái mà đội bóng của Lê Công Vinh đang cần là chiến thắng và điểm số. Vậy nên, khi các cầu thủ đã đem về được điều đó, họ nhận mức thưởng kỷ lục 700 triệu đồng, không có gì là quá lạ. Kim Á Quân V-League Hải Phòng đang cho thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ sau cú xuất phát không mấy ấn tượng ở mùa giải mới. Đội bóng đất cảng vừa đánh bại Thanh Quảng Ninh, một đối thủ rất khó chịu, với tỷ số 2-0 trong trận derby của vùng Đông Bắc, và thầy trò huấn luyện viên Trương Đình Hoàng đang gửi đi những thông điệp khá mạnh mẽ tới các đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Chỉ cần Steven và Fakan giữ vững phong độ và khả năng ghi bàn như trận đấu vừa qua, Hải Phòng sẽ là một cái tên còn được nhắc đến rất nhiều ở V-League mùa giải năm nay.